Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái bộ động cơ 12V 600W, bộ điều khiển, bộ cánh chân vịt và một cái khớp cắc đăng. Bộ này thì để cho khách hàng sử dụng làm chân vịt đẩy thuyền. Con động cơ này nó rất là khỏe. Nó thì tuy là động cơ chổi than thôi. Tuy nhiên thì động cơ chổi than này tốc độ nó chỉ hơn 2.000 vòng trên phút. Cho nên là cái độ bền của nó ít khi các bạn phải thay chổi than. Không giống cái dòng những cái dòng như kiểu là động cơ máy mài thì thường thường là tốc độ quay của nó 10.000 vòng trên phút, thì các bạn dùng 3-4 tháng, nếu mà dùng nhiều thì 3-4 tháng, mà ít dùng thì 1-2 năm là nó sẽ mòn chổi than. Còn những cái dòng động cơ này thì nó ít khi tốc độ nó chậm, cho nên là các bạn cứ yên tâm là dùng, nó độ bền nó cũng cao và lâu cũng phải thay chổi than. Thứ hai nữa là cái ưu điểm của dòng có chổi than thì nó rất là khỏe. Đấy. Ở đây thì điều khiển thì sử dụng nút vặn này. Các bạn có thể thay bằng tay ga thì các bạn điều khiển chân ga cũng được. Ở đây thì một combo như vậy. Động cơ, điều khiển, chân vịt và khớp cắc đăng. Đấy. Chân vịt này là cánh 16, 14, 16 thì đấy mình quên là nó khoảng đấy. Đấy, cái lỗ này là lỗ 14. Cái lỗ này là khớp, này là khớp 10. Thì bên các bạn làm thì một số nơi làm là sẽ dùng cái chuyển động bằng cái thanh inox phi 8. Đấy, thì các bạn mua cái loại inox phi 8 ấy, các bạn nối với đây, đây là khớp 8, đây là khớp 10. Các bạn mài cái đầu này đi. Để mài cái đầu này tròn thì các bạn bật cho động cơ quay rồi các bạn mài thì nó sẽ tròn thôi. Đấy, tròn 10 các bạn bắt vào trong là trên cái này nó có cái chốt này. Các bạn chốt nó vào là được. Còn trên này thì nó là cái ren M14. Các bạn có thể mua con bu lông M14 xong các bạn khoan lỗ phi 8 vào. Để các bạn hàn nó lại thì cũng có thể bắt vào đây là vừa luôn. Đấy. Đấy, thì một bộ nó như thế, và cách thức làm thì nó như vậy. Những cái bạc ấy thì các bạn đóng ống 21. Bạn là thích đóng ống 27 cho nó cứng thì tùy. Các bạn đóng ống 21 xong các bạn cắt một ít gỗ rồi đóng vào đấy, rồi khoan cái lỗ phi 8, phi 7 ở đấy. Xong các bạn đóng vào đấy thôi, dùng bạc gỗ cũng được. Ở trong cái bạc gỗ thì mình đổ nhớt vào thì cho nó bền. Thì nó cũng dễ làm thôi, không có gì khó cả. Thì cái bộ này mình chưa làm sẵn. Thì chi tiết đặt hàng các bạn liên hệ cái số điện thoại trên màn hình đấy. Mình là Nam ở Thái Bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mà khi có video mới đăng lên. Đây cái động cơ này rất là chất lượng, dòng 12V 600W. Thì cái điều khiển của nó thì nó có loại 12V 1000 và 12V 500. Thì như mình cảm thấy thì con 12500 này nó cũng chịu được, cho nên mình dùng con này. Các bạn cứ dùng con này được, cứ yên tâm sử dụng thôi. Hoặc là các bạn không dùng điều khiển thì các bạn đấu thẳng động cơ vào, nhưng mà tốc độ thì nó rất là nhanh. Mình khuyên các bạn nên sử dụng qua điều khiển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.